xin chào tất cả các em. Cô xin tự giới thiệu, cô tên là Trần Thị Huyền, giáo viên trường Trung học phổ thông Nam Phù Cừ. Hôm nay cô rất vui mừng được đồng hành cùng các em trong chương trình dạy học trên truyền hình do Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em đi vào tiết học tổng kết phần tiếng Việt. Đến với bài học thì cô mong muốn các em đạt được một số các mục tiêu như sau. Một, về kiến thức, các em biết hệ thống hóa những kiến thức cơ bản về hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ, đặc trưng cơ bản của phong cách ngôn ngữ. Hai, về kỹ năng, nâng cao thêm năng lực giao tiếp bằng tiếng Việt ở hai dạng nói và viết, ở hai quá trình tạo lập văn bản và lĩnh hội văn bản. Nâng cao hơn nữa kỹ năng sử dụng tiếng Việt phù hợp với những đặc trưng từng phong cách ngôn ngữ. Thứ ba là có thái độ sử dụng tiếng Việt đúng chuẩn mực và giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt. Nội dung của bài học của cô có hai phần lớn. Một, Na Mã là hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ. Một là có kiến thức cần nhớ trang 178-179. Hai nhỏ là phần luyện tập, đọc đoạn trích trang 180 trong sách giáo khoa và các em trả lời câu hỏi, các câu hỏi trong 181. Phần 2 Na Mã là các phong cách ngôn ngữ. Phần này các em chú ý cho cô giáo nội dung 2, 3, 4 trong sách giáo khoa trang 193. Bây giờ các em mở sách giáo khoa trang 178-179 và ghi vào bút để chúng ta chuẩn bị vào học. Phần 1 nhỏ về kiến thức cần nhớ thì cô giáo đã hệ thống hóa bằng sơ đồ để tóm tắt các đơn vị kiến thức cần nhớ trong sách giáo khoa trang 178-179. Về hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ thì có hoạt động giao tiếp, có đặc điểm ngôn ngữ nói và ngôn ngữ viết, có ngữ cảnh, có nhân vật giao tiếp, từ ngôn ngữ chung đến lời nói cá nhân, hai thành phần nghĩa của câu và giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt. Sau đây, chúng ta sang phần thứ hai là phần luyện tập. Các em đọc sách giáo khoa trang 180. Các em đọc ngữ liệu cho cô. Các em đã đọc xong ngữ liệu thì chúng ta bắt đầu đi vào câu hỏi. Câu hỏi đầu tiên, câu 1. Phân tích sự đổi vai và phân cô xin lỗi. Chúng ta bắt đầu đi vào câu hỏi thứ nhất là phân tích sự đổi vai và phân luân phiên lượt lời trong hoạt động giao tiếp trên. Những đặc điểm của giao tiếp ở dạng ngôn ngữ nói thể hiện qua những chi tiết nào trong đoạn trích? Để trả lời chính xác thì các em chú ý cho cô giáo. Các em phải xác định được là câu hỏi có mấy ý lớn và chúng ta xác định được cho cô giáo những cái từ chìa khóa ở đây. Từ chìa khóa ở đây thì chúng ta chú ý cho cô giáo này. Đó là sự đổi vai và luân phiên lượt lời trong hoạt động giao tiếp. Và chúng ta chú ý cho cô giáo là phải phân tích được những cái đặc điểm ở dạng ngôn ngữ nói. Sau đây cô giáo hướng dẫn chúng ta đi vào trả lời câu hỏi. Chắc hẳn các bạn đều xác định được cho cô là câu hỏi này có hai ý chính. Ý thứ nhất là chúng ta phải phân tích được cái sự đổi vai luân phiên lượt lời. A. Đoạn trích trên có sự đổi vai và luân phiên lượt lời diễn ra liên tục giữa hai nhân vật, đó là Lão Hạc và ông giáo. Khi Lão Hạc nói thì ông giáo nghe và ngược lại. Đây chính là cái lượt thoại của hai nhân vật. Cậu Vàng đi đời rồi, ông giáo ạ. Đây chính là lời của Lão Hạc. Cụ bán rồi, đây là lời của ông giáo. Cụ bán rồi, họ vừa bán xong. Thế họ cho bắt à? Khốn nạn, ông giáo ơi, nó không ngờ tôi lại lỡ tâm lừa nó. Cụ cứ tưởng thế đấy chứ, nó chả hiểu gì đâu. Hóa kiếp để cho nó làm kiếp khác. Ông giáo nói phải, kiếp người như kiếp tôi chẳng hạn. Kiếp ai cũng thế thôi cụ ạ. Cụ tưởng tôi cũng sung sướng hơn chăng? Thế thì không biết ta nên làm kiếp gì cho thật sướng. Và trong đoạn hội thoại này thì chúng ta nhận xét cho cô giáo vì Lão Hạc là người nói trước, cho nên là lượt lời ở đây là có 5 lượt lời.
ông giáo là người đối sau, nên là ông giáo có 4 lượt lời. Và qua cái bảng này thì chúng ta thấy được cái sự luân phiên đổi vai lượt lời giữa lão Hạc và ông giáo. Chúng ta sang phần tiếp theo là ý thứ hai. Chúng ta cần phải chỉ ra được những cái đặc điểm của giao tiếp ở dạng ngôn ngữ nói được thể hiện như thế nào. Thì đầu tiên, cô giáo hướng dẫn chúng ta chỉ ra được cái đặc điểm thứ nhất, đó là hai nhân vật này giao tiếp với nhau trong một hoàn cảnh cụ thể. Ở đây là ở nhà ông giáo sau khi lão Hạc bán con chó. Cái đặc điểm thứ hai đó là sự đa dạng về ngữ điệu. Trong đoạn trích thì ta thấy được ban đầu lão Hạc nói với giọng thông báo, cậu vàng đi đời rồi, ông giáo ạ. Tiếp đến là giọng than thở đầy đau khổ và có lúc lại nghẹn lời lại. Cuối cùng là giọng đầy chua chát. Khốn nạn, nó không ngờ tôi lại nỡ tâm lừa nó. Ông giáo nói phải, như kiếp tôi chẳng hạn. Đấy là những lời nói cuối cùng là nghẹn ngào đầy chua chát. Đến lượt lời của ông giáo thì các em đều nhận thấy được. Lúc đầu, ông giáo hỏi lão Hạc với cái giọng điệu đầy ngạc nhiên. Cụ bán rồi. Sau là giọng vỗ về an ủi. Cụ cứ tưởng thế đấy chứ, nó chả hiểu gì đâu. Và cuối cùng là giọng bùi ngùi đầy xót xa. Cái đặc điểm tiếp theo nữa của dạng giao tiếp bằng ngôn ngữ thì chúng ta cần chú ý cho cô giáo về từ ngữ mà các nhân vật sử dụng. Ở đây, từ ngữ dùng khá đa dạng, nhất là những từ ngữ mang tính khẩu ngữ, những từ ngữ đưa đẩy, chêm sen, như là từ đi đời rồi, à, ư, khốn nạn, chả hiểu gì đâu, thì ra, vân vân. Cái đặc điểm tiếp theo thì chúng ta cần lưu ý cho cô giáo về câu. Thì nhân vật giao tiếp của chúng ta trong đoạn trích trên thì một mặt dùng những câu tỉnh lược, ví dụ như là bán rồi, khốn nạn, vân vân. Mặt khác thì các em đều thấy là các nhân vật có sử dụng nhiều câu lại có yếu tố dư thừa và trùng lặp. Ví dụ như câu là, này, ông giáo ạ, cái giống nó cũng khôn. Thì ra tôi bằng từng này tuổi đầu rồi vẫn còn đánh lừa một con chó. Đặc điểm cuối cùng thì chúng ta cần lưu ý cho cô giáo. Đó là khi giao tiếp thì các nhân vật còn sử dụng các phương tiện hỗ trợ và nhất là lão Hạc. Như là lão cười như mếu, đấy là cử chỉ điệu bộ nét mặt của nhân vật. Đầu lão ngoẹo về một bên, cái miệng lão móm mém. Như vậy cô giáo đã hướng dẫn chúng ta đi trả lời xong câu hỏi thứ nhất, sang đến câu hỏi thứ hai. Sau đây cô xin hướng dẫn các em trả lời câu hỏi thứ hai. Yêu cầu câu hỏi thứ hai như sau. Các nhân vật giao tiếp có vị thế xã hội, quan hệ thân sơ và những đặc điểm gì riêng biệt? Phân tích sự chi phối của những điều đó đến với nội dung và cách thức nói trong lượt lời đầu tiên của lão Hạc. Các em cùng suy nghĩ và trả lời câu hỏi. Và để trả lời câu hỏi thì các em cũng chú ý cho cô giáo được những cái từ chìa khóa để chúng ta tìm ra những ý chính để chúng ta trả lời. Chắc hẳn các em đã tìm ra được những cái từ chìa khóa phải không nhỉ? Vậy các em chú ý cho cô giáo nhé. Đó là cái từ phân tích được cái vị thế xã hội, cái quan hệ thân sơ của hai nhân vật này. Thứ hai là chúng ta phải chỉ ra được từ cái đặc điểm đó, nó chi phối đến nội dung và cách thức trong lượt lời đầu tiên của lão Hạc. Và sau đây cô giáo hướng dẫn các em trả lời câu hỏi. Thứ nhất, về vị thế xã hội thì các em thấy được về tuổi tác thì lão Hạc ở vị thế trên vì chúng ta thấy lão Hạc nhiều tuổi hơn ông giáo. Nhưng xét về vị thế xã hội thì ông giáo lại có vị thế cao hơn. Ông giáo là người trí thức. Do vậy mà hai người luôn luôn có sự lễ trọng lẫn nhau, được thể hiện trong cách xưng hô. Ông giáo luôn luôn gọi lão Hạc là cụ và lão Hạc luôn luôn gọi ông giáo là ông giáo. Ý thứ hai về quan hệ thân sơ, các em cần chú ý cho cô giáo. Lão Hạc và ông giáo, hai người không có họ hàng với nhau. Là hàng xóm của nhau thôi, nhưng có quan hệ
thân mật, gần gũi và tin cậy lẫn nhau. Điều đó được thể hiện qua việc nhà lão Hạc có chuyện gì, có việc gì thì đều sang nhà ông giáo để tâm sự, để hỏi, để xin ý kiến. Còn ông giáo thì luôn luôn động viên, an ủi và chia sẻ với lão Hạc. Thứ ba, chúng ta cần phân tích cho cô giáo cái sự chi phối của những điều đó đến nội dung và cách thức nói trong lượt lời đầu tiên của lão Hạc. Lượt lời đầu tiên thì các em chú ý cho cô giáo ở cái câu: cậu Vàng đi đời rồi, ông giáo ạ. Và nó đã chi phối đến nội dung của lời thoại như sau. Lão Hạc thông báo với ông giáo về việc bán cậu Vàng. Về cách thức nói của lão Hạc thì các em đều nhận thấy rằng cụ đã nói thẳng, nói ngay, nói ngắn gọn và thông báo trước rồi mới gọi sau, ông giáo ạ. Chúng ta thấy mặc dù hơn tuổi, thế nhưng để bày tỏ sự quý mến, sự trân trọng đối với ông giáo thì lão Hạc luôn luôn gọi ông giáo bằng ông và ông giáo. Như vậy, cô giáo đã hướng dẫn chúng ta tìm hiểu xong câu hỏi thứ hai. Bây giờ chúng ta chuyển sang câu hỏi thứ ba. Các em đọc câu hỏi cho cô. Hãy phân tích nghĩa sự việc và nghĩa tình thái trong câu. Bây giờ cô cậu mới biết là cô cậu chết. Cô giáo sẽ hướng dẫn chúng ta đi vào trả lời cụ thể câu hỏi. Thứ nhất, về nghĩa sự việc là thông báo về việc con chó nó chết. Cô cậu biết là cô cậu chết. Nghĩa thứ hai, chúng ta cần phải chỉ ra cho cô giáo. Nghĩa tình thái là gì? Nghĩa tình thái là cái thái độ cảm xúc của người nói. Ở đây vì quá yêu quý con chó, cho nên cụ đã bộc lộ cái niềm xót thương, sự ân hận của mình khi thấy con chó bị bắt. Gọi con chó là cu cậu, lời nói nghẹn ngào như tiếng khóc. Việc con chó nó biết nó chết là một bất ngờ. Và điều đó được thể hiện qua từ bây giờ mới biết là. Như vậy, cô giáo đã hướng dẫn xong các em tìm hiểu câu hỏi thứ ba. Giờ chúng ta sang tìm hiểu câu hỏi thứ tư. Các em đọc câu hỏi thứ tư cho cô. Trong đoạn trích có hoạt động giao tiếp ở dạng nói giữa hai nhân vật. Đồng thời, khi người đọc đoạn trích hoặc cả chuyện lão Hạc, lại có một hoạt động giao tiếp nữa giữa nhà văn Nam Cao và bạn đọc. Hãy chỉ ra sự khác biệt giữa hai hoạt động giao tiếp đó. Với câu hỏi này thì các em cũng cần xác định được là có mấy ý lớn và chúng ta cần phải chú ý cho cô giáo những cái từ chìa khóa là. Chắc hẳn các em đã xác định được những cái ý chính và từ chìa khóa. Ở đây cô giáo hướng dẫn cho chúng ta những cái từ chìa khóa mà chúng ta cần phải đi làm bài tập. Thứ nhất thì các em thấy được là trong đoạn giao tiếp trên thì có hai hoạt động giao tiếp. Hoạt động thứ nhất đó là hoạt động giữa hai nhân vật, ông giáo và lão Hạc. Và đây chính là hoạt động giao tiếp trực tiếp. Hoạt động thứ hai nữa đó là hoạt động gián tiếp giữa nhà văn Nam Cao với bạn đọc. Như vậy, với câu hỏi này thì chúng ta cần giải thích cho cô giáo được hai cái hoạt động giao tiếp trên. Đầu tiên, cô giáo hướng dẫn chúng ta trả lời ý đầu tiên. Đó là hoạt động giao tiếp giữa hai nhân vật, ông giáo và lão Hạc là ở dạng nói và là nói trực tiếp. Do vậy, có sự luân phiên lượt lời liên tục diễn ra. Hoạt động giao tiếp diễn ra theo cả hai chiều. Và đặc biệt là có sự hỗ trợ của các ngữ điệu, cử chỉ, ánh mắt, vân vân. Đấy thì chúng ta thấy là cụ mặt cụ thế nào, đầu cụ làm sao. Đấy. Đấy là có sự kết hợp giữa cử chỉ, điệu bộ. Cái hoạt động thứ hai chúng ta cần lưu ý cho cô giáo là hoạt động giao tiếp gián tiếp giữa nhà văn Nam Cao với bạn đọc. Đây chính là hoạt động giao tiếp ở dạng viết và nói. Và là giao tiếp gián tiếp, các em nhớ cho cô.
Đây là giao tiếp gián tiếp, cho nên chỉ diễn ra một chiều. Chỉ có người đọc, đọc được những tư tưởng, tình cảm của nhà văn. Như vậy, cô giáo đã hướng dẫn chúng ta trả lời xong 4 câu hỏi để củng cố kiến thức phần 1 Na Mã là hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ. Bây giờ, cô chuyển sang phần thứ 2, đó là các phong cách ngôn ngữ. Trong phần các phong cách ngôn ngữ này, các em chú ý cho cô giáo nội dung 2, 3, 4. Nội dung 1 và nội dung 5 đã theo chương trình giảm tải của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em học ở nhà. Các em nhìn trong sách giáo khoa, phần phong cách ngôn ngữ, thì các em chú ý cho cô giáo nội dung thứ 2 này. Các em kẻ bảng theo mẫu vào trong vở cho cô. Và điền các yêu cầu của bài tập 2 này. Yêu cầu thứ nhất là các em điền tên các phong cách ngôn ngữ sinh hoạt. Và yêu cầu thứ hai, các em sẽ điền các thể loại văn bản tiêu biểu của các phong cách ngôn ngữ này. Các em thân mến, trong chương trình ngữ văn trung học phổ thông từ lớp 10, lớp 11, lớp 12, các em đã được học 6 loại phong cách ngôn ngữ. Đấy, và cô giáo đã hướng dẫn chúng ta điền các phong cách ngôn ngữ theo cái bảng mẫu ở trong sách giáo khoa. Thứ nhất, đó là phong cách ngôn ngữ sinh hoạt. Thứ hai, phong cách ngôn ngữ văn chương hay còn gọi là phong cách ngôn ngữ nghệ thuật. Thứ ba là phong cách ngôn ngữ báo chí. Thứ tư, phong cách ngôn ngữ chính luận. Thứ năm là phong cách ngôn ngữ khoa học. Và thứ sáu, đó là phong cách ngôn ngữ hành chính. Như vậy là chúng ta đã được học là 6 phong cách ngôn ngữ. Và nhiệm vụ thứ hai chúng ta cần làm cho cô giáo, đó là các em hãy điền tên các thể loại văn bản tiêu biểu vào các phong cách ngôn ngữ này. Đấy. Ví dụ như là phong cách ngôn ngữ sinh hoạt có các văn bản tiêu biểu nào thì các em ghi vào cho cô giáo. Đấy, mỗi một loại là như vậy. Bây giờ cô sẽ hướng dẫn các em điền các thể loại văn bản của các phong cách ngôn ngữ. Đầu tiên, phong cách ngôn ngữ sinh hoạt thì có các loại văn bản tiêu biểu như sau. Ở dạng lời nói thì có độc thoại, đối thoại. Ở dạng viết thì có nhật ký, hồi ức cá nhân, thư từ và tin nhắn, vân vân. Dạng lời nói tái hiện thì được thể hiện trong tác phẩm văn học. Các thể loại văn bản tiêu biểu của phong cách ngôn ngữ nghệ thuật thì các em chú ý cho cô giáo các văn bản sau. Thứ nhất, về thơ ca, hò, vè. Thứ hai, truyện, tiểu thuyết, ký. Thứ ba là kịch bản, vân vân. Sang đến phong cách ngôn ngữ báo chí thì các em cần nhớ cho cô giáo các loại văn bản tiêu biểu như sau. Thứ nhất là bản tin, phóng sự, tiểu phẩm. Hai, thư bạn đọc, phỏng vấn, quảng cáo, bình luận và thời sự, vân vân. Các thể loại văn bản tiêu biểu của phong cách ngôn ngữ chính luận thì các em cần nhớ cho cô giáo như sau. Về cương lĩnh, tuyên bố, tuyên ngôn, lời kêu gọi, các bài bình luận, xã luận, các báo cáo, tham luận trong các hội nghị chính trị, vân vân. Sang đến phong cách ngôn ngữ khoa học thì các em cần nhớ cho cô giáo các thể loại văn bản tiêu biểu như sau. Các loại văn bản khoa học chuyên sâu thì có luận án, luận văn, tiểu luận, báo cáo khoa học, vân vân. Các văn bản dùng để giảng dạy các môn khoa học như sách giáo khoa, sách giáo trình, vân vân. Các văn bản phổ biến kiến thức khoa học thì có sách phổ biến khoa học, kỹ thuật, các bài báo cáo khoa học, vân vân. Các văn bản tiêu biểu của phong cách ngôn ngữ hành chính thì các em cần nhớ cho cô giáo. Đó là các nghị định, thông tư, các chỉ thị, quyết định, pháp lệnh, nghị quyết, giấy chứng nhận, văn bằng, chứng chỉ,
giấy khai sinh, đơn, bản khai, báo cáo và biên bản, vân vân. Như vậy cô giáo đã hướng dẫn các em xong câu hỏi thứ hai, đó là điền tên các phong cách ngôn ngữ và các thể loại văn bản tiêu biểu. Và bây giờ cô giáo mời các em chuyển sang nội dung thứ ba. Nội dung thứ ba các em cần lưu ý cho cô giáo, đó là các em chỉ ra được những đặc trưng cơ bản của các phong cách ngôn ngữ. Vừa rồi chúng ta đã liệt kê được 6 phong cách ngôn ngữ này. Bây giờ nhiệm vụ của chúng ta là điền cho cô giáo được các cái đặc trưng cơ bản. Các em cũng kẻ bảng vào trong vở ghi cho cô nhé. Bây giờ cô sẽ hướng dẫn chúng ta điền các đặc trưng cơ bản vào các phong cách ngôn ngữ. Trong phong cách ngôn ngữ sinh hoạt thì các em cần lưu ý cho cô giáo các đặc trưng cơ bản sau. Một, đó là tính cụ thể. Thứ hai là tính cảm xúc. Thứ ba là tính cá thể. Đặc trưng cơ bản của phong cách ngôn ngữ nghệ thuật thì các em cần chú ý cho cô giáo được 3 đặc trưng chính. Thứ nhất, đó là tính hình tượng. Thứ hai là tính truyền cảm. Thứ ba là tính cá thể hóa. Sang đến phong cách ngôn ngữ báo chí thì các em chú ý cho cô giáo những đặc trưng cơ bản như sau. Thứ nhất, đó là tính thông tin thời sự. Thứ hai là tính ngắn gọn. Thứ ba là tính sinh động, hấp dẫn. Đặc trưng cơ bản của phong cách ngôn ngữ chính luận thì các em cũng lưu ý cho cô giáo được 3 đặc trưng chính. Một, đó là tính công khai về quan điểm chính trị. Thứ hai là tính chặt chẽ trong diễn đạt và suy luận. Thứ ba là tính truyền cảm, thuyết phục. Sang đến đặc trưng của phong cách ngôn ngữ khoa học thì các em cũng nắm cho cô giáo được 3 cái đặc trưng như sau. Thứ nhất là tính khái quát trừu tượng. Thứ hai, tính lý trí logic. Thứ ba, tính khách quan và phi cá thể. Và cuối cùng, phong cách ngôn ngữ hành chính thì cũng có 3 đặc trưng cơ bản. Thứ nhất, đó là tính khuôn mẫu. Thứ hai, tính minh xác. Thứ ba là tính công vụ. Như vậy, cô giáo đã hướng dẫn các em hoàn thiện xong nội dung thứ 3. Bây giờ, cô chuyển sang phần thứ 4 là bài tập số 4 ở trong sách giáo khoa trang 193. Rồi các em đọc cho cô giáo 2 văn bản. So sánh 2 phần văn bản sau đây, xác định phong cách ngôn ngữ và đặc điểm ngôn ngữ của 2 văn bản. A. Mặt trăng. Vệ tinh tự nhiên của trái đất phản chiếu ánh sáng của mặt trời và chiếu sáng trái đất về ban đêm. Có hình dạng nhìn thấy thay đổi dần từng ngày từ khuyết đến tròn và ngược lại. B. Răng là cái liềm vàng giữa đồng sao. Răng là cái đĩa bạc trên tấm thảm nhung da trời. Răng tỏa mộng xuống trần gian. Răng tuôn suối mát để những hồn khát khao ngụp lặn. Sau đây, cô hướng dẫn các em đi tìm hiểu bài tập sau. Các em nhận thấy, 2 phần văn bản trên đều có chung một đề tài, đó là viết về trăng. Nhưng được viết với 2 phong cách ngôn ngữ khác nhau. Văn bản A là thuộc phong cách ngôn ngữ khoa học. Chính vì thế mà các em thấy về từ ngữ thì sử dụng các thuật ngữ chuyên môn như vệ tinh, phản chiếu, vân vân. Về cách trình bày thì các em thấy là văn bản A rất ngắn gọn, không sử dụng các biện pháp tu từ. Còn văn bản B thì các em thấy này, văn bản B thuộc phong cách ngôn ngữ nghệ thuật. Chính vì vậy mà từ ngữ thì các em nhận thấy này, rất giàu sức biểu cảm và gợi hình. Sử dụng các biện pháp tu từ, so sánh, lặp cú pháp của câu. Ví dụ như là có sử dụng biện pháp nghệ thuật so sánh. Răng là cái liềm vàng giữa đồng sao. Răng là cái đĩa bạc trên tấm thảm nhung da trời. Đấy là sử dụng biện pháp nghệ thuật so sánh. Răng giống như là niềm, răng giống như là tấm thảm. Và sử dụng biện pháp nghệ thuật lặp cấu trúc của câu. Như là răng là, câu trên là răng là, câu sau cũng răng là. Câu tiếp theo, răng tỏa mộng xuống, răng tuôn suối mát. Đấy là lặp cấu trúc ngữ pháp của câu. Vừa rồi cô đã hướng dẫn các em tổng kết phần tiếng Việt. Bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Cô xin chào và tạm biệt các em. Chúc các em học tốt.